siêu xe Mercedes AMG One ra mắt, giá hơn 62,5 tỷ đồng. Siêu phẩm động cơ lai Mercedes AMG One vừa được trình làng và nhận được nhiều ý kiến về thiết kế. Gần 5 năm sau khi mẫu concept Mercedes AMG Project One ra mắt, phiên bản sản xuất của Mercedes AMG One cuối cùng cũng được trình làng. Siêu xe mới này có ngoại hình gần giống với mẫu concept năm 2017, ngoại trừ phần đuôi xe thiết kế lại với đường viền nổi bật hơn phía trên đèn hậu LED. Bộ khuếch tán lớn chứa 3 ống xả lấy cảm hứng từ xe đua F1. Nắp động cơ của Mercedes AMG One được làm từ sợi carbon và có thể tháo rời. Điểm mới đáng chú ý khác trên Mercedes AMG One còn có bộ mâm 10 chấu mới được làm bằng carbon. Khách hàng cũng có thể chọn loại mâm Maggi 9 chấu. Hệ thống treo có thể điều chỉnh trên mỗi trục. Hệ thống phanh gốm carbon AMG với đĩa 398mm, đi kèm kẹp phanh 6 piston trên bánh trước và đĩa 380mm, kẹp 4 piston trên bánh sau. Lốp xe cũng là loại trọng lượng nhẹ của Michelin với kích thước đặt riêng Michelin Pilot Sport Cup 2RM-01285/35ZR19 ở phía trước và 335/30ZR20 ở phía sau. Cung cấp năng lượng cho Mercedes AMG One là hệ thống truyền động E-Performance từ xe đua F1 cho công suất kết hợp lên tới 1049 mã lực. Hệ thống này bao gồm một động cơ V6, dung tích 1.6 lít cho công suất 566 mã lực, con số vô cùng ấn tượng với một động cơ dung tích nhỏ, kết hợp cùng 4 động cơ điện. Hãng AMG cho biết, hệ thống Hybrid V6 này cho phản ứng nhanh hơn đáng kể so với động cơ V8 hút khí tự nhiên, trong khi động cơ điện tăng áp cho mô-men xoắn cao hơn ngay từ vòng tua máy thấp. Người lái có thể tùy chọn 6 chế độ lái khác nhau: Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. AMG không công bố thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h nhưng cho biết tốc độ tối đa của One được giới hạn ở mức 352 km/h. Ngoài khả năng vận hành thông thường mạnh mẽ, Mercedes AMG One còn là một con quái thú trên đường đua. Để làm được điều này, Mercedes AMG One sử dụng bộ khung gầm liền khối bằng sợi carbon, khung phụ trước và sau bằng nhôm. Mercedes AMG chỉ sản xuất 275 chiếc One và tất cả chúng đều đã có chủ với giá 2,72 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 62,5 tỷ đồng. Chiếc Hypercar này sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Goodwood Festival of Speed 2022 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 6. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.